Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online Lê Đô. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục chương trình của môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Rồi bây giờ mời các em mở sách giáo khoa. Sách Kết nối trang 23. Trong video hôm nay chúng ta sang bài 6, luyện tập trung. Phần luyện tập. Trước hết là các em làm bài tập số 1. Các em tìm số thích hợp để các em thay cho các dấu hỏi chấm dưới mỗi vạch của tia số. A. Các em quan sát chúng ta có một tia số. Để tìm những số thích hợp thay cho dấu hỏi chấm dưới mỗi vạch của tia số, thì các em lưu ý là các số được biểu diễn trên tia số. Ở đây người ta viết theo thứ tự 15, 16, 17, 17 đến 18. Như vậy, số thích hợp để điền vào ô trống này là số 18. Bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em làm tiếp. Sau khi làm xong, các em bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha. Rồi cụ thể ở đây chúng ta sẽ điền tiếp như sau. 18, 19, 20, 20 đến 21. 22 và đến 23, 24. Tiếp theo các em sang câu B. 40, 41, 41 rồi đến số 40 mấy? 41 rồi đến số 42, đúng không? Các em lưu ý là các số được viết theo thứ tự nha, từ bé đến lớn. 42 đến 43, 43 đến 44, 45, 46, 47, 48, 49. Tiếp theo em sang bài tập số 2, câu A. Viết mỗi số 27, 56, 95, 84, 72 thành tổng theo mẫu. Ở đây chúng ta có mẫu như sau. 27 bằng 20 cộng với 7. Để phân tích được như thế này thì các em phải hiểu về cấu tạo số của một số có hai chữ số. Đối với số có hai chữ số, tính từ trái sang phải, chữ số đầu tiên là chữ số hàng chục, chữ số thứ hai là chữ số ở hàng đơn vị. Số 27 gồm hai chục và 7 đơn vị. Vì vậy 27 các em viết thành hai chục cộng với 7, tức là 20 cộng với 7. Rồi bằng cách làm tương tự, đối với số 56, số này gồm 50 và 6 đơn vị. Như vậy các em viết thành tổng là 50 cộng với 6, tức là 50 cộng với 6. Bằng cách làm tương tự, đối với số 95, 84, 72, các em bấm tạm dừng video và các em làm trước giờ dính nhép. Sau khi làm xong, các em đừng quên comment ở bên dưới video là em đúng hay là em sai nha. Sau khi so sánh thì các em comment là em đúng hay là em sai cho thầy giáo biết nha. Rồi tương tự đối với số 95, thì trước hết là các em phải phân tích được
Số này gồm 9 trục và 5 đơn vị. 95 các em viết thành tổng là 90 cộng 15. Số 84 gồm 8 trục và 4 đơn vị. Như vậy các em viết thành tổng là 80 cộng 14. Số 72 gồm 7 trục và 2 đơn vị. Như vậy các em viết thành tổng là 70 cộng với 2. Tiếp theo các em sang câu B. Các em điền số thích hợp thay cho dấu hỏi chấm trong mỗi ô trống. Đầu tiên là số 34. Người ta viết thành tổng là 30 cộng với mấy. Rồi cách làm tương tự như câu E. Số 34 gồm 3 trục và 4 đơn vị. Các em viết thành tổng là 30 cộng với 4. Tương tự số 68 gồm 6 trục và 8 đơn vị. Các em viết thành tổng là 60 cộng 8. Số 55 gồm 5 trục và 5 đơn vị. Các em viết thành tổng là 50 cộng với 5. Tiếp theo số 89 gồm 8 trục và 9 đơn vị. Các em viết thành tổng là 80 cộng với 9. Rồi tiếp theo các em sang bài tập số 3. Các em điền số thích hợp thay cho các dấu hỏi chấm ở trong mỗi ô trống. Trong bảng này chúng ta có số liền trước, số đã cho, số liền sau. Ở đây người ta làm mẫu cho các em là số đã cho là số 35. Để tìm số liền trước thì các em nhớ là chúng ta sẽ lấy số đã cho trừ đi 1. Và để tìm số liền sau thì các em sẽ lấy số đã cho cộng thêm 1. Số đã cho là số 35. Để tìm số liền trước của số 35, ta lấy số đó trừ đi 1. Các em lấy 35 trừ 1 bằng 34. Như vậy số liền trước của số 35 là số 34. Để tìm số liền sau của số 35, ta lấy số đó cộng thêm 1. Các em lấy 35 cộng 1 bằng 36. Như vậy số liền sau của số 35 là số 36. Rồi tiếp theo, số đã cho là số 40. Để tìm số liền trước của số 40, các em lấy 40 trừ 1 bằng 39. Để tìm số liền sau của số 40, các em lấy 40 cộng 1 bằng 41. Rồi bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em làm tiếp đối với các số còn lại. Tiếp theo đối với số 59. Để tìm số liền trước thì các em lấy 59 trừ 1 bằng 58. Để tìm số liền sau, các em lấy 59 cộng 1 bằng 60. Số đã cho là số 77. Để tìm số liền trước, các em lấy 77 trừ 1 bằng 76. Để tìm số liền sau, các em lấy 77 cộng 1 bằng 78. Tiếp theo các em sang bài tập số 4. Câu E. Viết các số trên xe đua theo thứ tự từ bé đến lớn. Viết theo thứ tự từ bé đến lớn, tức là các em viết theo thứ tự tăng dần. Bé các em viết trước và lớn các em viết sau. Ở đây chúng ta có các xe đua số 37, số 45, số 42 và số 24. Thì trong các số này, số 24 là số bé nhất. Số 24 là số bé nhất. Bởi vì số này có
chữ số hàng chục là 2. Trong các chữ số hàng chục, ta có 2 bé hơn 3, 3 bé hơn 4. Như vậy lớn hơn số 24 là số 37. Và lớn hơn số 37 là hai số có chữ số hàng chục là 4. Trong hai số có chữ số hàng chục là 4 thì 42 bé hơn 45. 42 bé hơn 45. Như vậy là chúng ta đã sắp xếp được các số trên xe đua theo thứ tự từ bé đến lớn. 24, 37, 42, 45. Câu B, tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số trên xe đua. Ở đây số bé nhất là số 24, số lớn nhất là số 45. Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất, các em lấy 45 cộng 24. 45 là số lớn nhất, cộng với 24 là số bé nhất. 45 cộng 24. Các em đặt tính và thực hiện phép tính này ra giấy nháp. 5 cộng 4 bằng 9, viết 9. 4 cộng 2 bằng 6, viết 6. Như vậy là bằng 69. Tiếp theo các em sang bài tập số 5. Lớp 2A trồng được 29 cây, lớp 2B trồng được 25 cây. Hỏi lớp 2A trồng được hơn lớp 2B bao nhiêu cây? Để giải một bài toán có lời thì các em sẽ làm theo 3 bước. Bước 1 là các em viết câu trả lời. Bước 2 là các em viết phép tính. Và bước 3 là các em viết đáp số. Để viết được câu trả lời thì các em phải xác định được câu hỏi của bài toán. Câu hỏi của bài toán thường là câu cuối cùng của bài toán và bắt đầu bằng từ hỏi. Hỏi lớp 2A trồng được hơn lớp 2B bao nhiêu cây? Để viết câu trả lời, các em sẽ bỏ từ hỏi đi. Từ bao nhiêu các em thay bằng từ số và các em thêm từ là ở cuối câu. Như vậy chúng ta có câu trả lời là lớp 2A trồng được hơn lớp 2B số cây là. Lớp 2A trồng được hơn lớp 2B số cây là. Lớp 2A trồng được 29 cây. Lớp 2B trồng được 25 cây. Ở đây người ta hỏi chúng ta là lớp 2A trồng được hơn lớp 2B là bao nhiêu cây? Thì đây là bài toán là hơn kém nhau bao nhiêu? Đối với dạng toán này thì các em chỉ việc lấy số lớn trừ đi số bé. Muốn biết lớp 2A trồng được hơn lớp 2B là bao nhiêu cây, các em lấy số lớn trừ số bé. 29 là số lớn, các em trừ đi số bé là 25. 29 trừ 25 bằng 4, tức là 4 cây. Rồi các em viết đáp số 4 cây. Và các em lưu ý cách trình bày nha. Cách trình bày: câu trả lời viết thụt vào một ô so với lề. Phép tính các em viết thụt vào một ô so với câu trả lời. Đáp số thì các em có thể viết ngang hàng với phép tính, hoặc cũng có thể viết thụt vào một ô so với phép tính. Tóm như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online Lê Đô bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.